sao? Xin chào các bạn, hiện tại thì những sản phẩm của Xiaomi đang được bán rất là chạy ở trên thị trường. Thì một trong những sản phẩm bán chạy nhất đó chính là Wi-Fi Reflector. Thì cùng với sự thành công đó, thì nhà sản xuất Xiaomi đã cho ra đời cái Wi-Fi Reflector đời thứ 2. Hôm nay mình sẽ có giới thiệu cũng là hướng dẫn kết nối đây là Reflector 2.0. Thiết kế tương tự như đời đầu thì Reflector này vẫn có một ổ là USB, một cái reset và một cái đèn. Nhưng mà có cọc chưa? Logo của Mi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách nói nha. Đầu tiên là mình cắm nguồn. Giờ em cắm nguồn đã rồi. Đầu tiên là chúng ta phải reset lại Reflector nha. Ở đây có một chỗ reset. Mình ấn giữ cái lính thì đèn vàng đứng yên. Đèn gì đứng yên và nhấp nháy lại. Pin E9100 có chưa? Thì chúng ta bắt đầu kết nối. Đầu tiên sau khi reset thì chúng ta vào Mi Home. Xem thiết bị Advanced. Thì các bạn lưu ý là cái Reflector này nó xài chung với lại Reflector trước luôn, là chung một cái hình. Và bấm Net. Ở đây chúng ta sẽ nhập password của Wi-Fi gấp 1. Đó, chúng ta bấm Net. Thì lúc này chúng ta quay lại cài đặt của điện thoại, tìm cái Xiaomi tên Reflector. Đây, Xiaomi Reflector, ta chọn. Cho đến khi biểu tượng Wi-Fi hiển thị trên này nha. Hiển thị rồi, chúng ta quay lại ứng dụng. Chúng ta kết nối cho đến khi nào đèn vàng đi nhấp nháy chuyển màu, chuyển thành màu xanh là thành công rồi nha. Bây giờ đã chuyển thành màu xanh thì chúng ta có thể sử dụng được rồi. Thì tên Wi-Fi của chúng ta là kết nối, ở phía sau nó thêm chữ plus. Ví dụ như tên là A thì nó sẽ tên là A plus. Password vẫn là password cũ nha. Đây, thêm chữ plus và password vẫn là password cũ. Được rồi luôn. Xin chào mọi người, thì nhắc đến đây là của Xiaomi thì không thể là có thể nhớ là bóng đèn đi lại 200 hoặc là bóng đèn đi lại nó luôn vẫn chạy 1600 màu. Với thiết kế nhỏ gọn như thế này thì Reflector này có thể mang đi khắp nhà trong phạm vi là có thể bắt được Wi-Fi gốc của Wi-Fi là đã kích. Hiện tại thì hai dòng sản phẩm này đã được bán tại công ty chính tài, thì chỉ là 1.7. My